Hello, xin chào cả nhà. Mình tên là Thanh. Hôm nay mình sẽ so sánh chất dinh dưỡng của bốn loại cà rốt khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ dùng ba loại cà rốt organic và một loại cà rốt bình thường. Thì nếu ai chưa biết, cà rốt organic là loại cà rốt mà họ trồng theo cái mô hình sạch. Họ không có dùng thuốc trừ sâu hoặc là những cái phân nhân tạo mà có hại cho sức khỏe. Thì đây là loại bốn loại cà rốt mà mình sẽ so sánh nha. Đây là loại cà rốt organic mà mình thường xuyên mua ở shop Aldi. Còn đây là organic cà rốt của Tesco. Đây là organic cà rốt của Asda. Và loại cà rốt bình thường của Asda luôn. Thì mọi người thấy cái lá cờ đây nè. Đây là lá cờ Anh. Thì đây là những cái sản phẩm mà được trồng ở nước Anh. Cái người Anh họ rất là tự hào về những sản phẩm của họ, cho nên họ hay để cái lá cờ lên những cái bịch, những cái bao mà những cái sản phẩm họ bán ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đo cái chất dinh dưỡng của nó nha. Để mình gọt cái chút xíu. Mình mà phải ép để mình lấy cái nước này mình đo. Mình lấy cái đồ ép tỏi mình nặng để cho nó ra nước nha. Mình sẽ xài cái đồ đo này để đo cái refractometer. Bây giờ mình nặng cái nước lên đây để mình đo. Cái này được có 7 độ à. Để mình ghi xuống à. Cà rốt organic của Audi 7 độ. Để mình quay cho mọi người coi luôn. Cái cà rốt của Audi chỉ có 7 độ thôi. Thì 7 độ thì nó cũng thuộc loại trung bình chứ không có tốt lắm. Bây giờ để mình đo cái tiếp theo nha. Để mình chùi cái này cho nó sạch nè. Rồi bây giờ mình sẽ đo củ cà rốt kế tiếp của Tesco nha. Cả bốn loại cà rốt mình sẽ đo ngang cái khoảng giữa của cà rốt cho nó công bằng. Mình chỉ nặng chút xíu nước là đủ rồi. Cái này được 7.5, cũng nằm trong mức trung bình thôi. Vậy là thêm một cái ở mức trung bình nữa. Bây giờ mình sẽ đo cái cà rốt của Asda, organic cà rốt của Asda. Mình cắt mình xài cái phần giữa thôi cho nó giống nhau.
Cái này chỉ có cũng 7 độ thôi, cũng nằm ở cái mức trung bình nữa. Xê xích với nhau không có nhiều lắm. Vậy thì ba cái loại organic á, nó chỉ xê xích chút xíu khoảng 7 độ thôi, không có khác nhau nhiều lắm. Rồi còn thêm một cái nữa, bây giờ mà mình chùi mấy cái này cho nó sạch. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái cà rốt của Asda mà loại trồng bình thường nha. Cái này cũng có khoảng 7.5% thôi, thì cũng y chang cái loại kia. Vậy thì bốn loại cà rốt nó chỉ xê xích chút xíu, không có nhiều, khoảng 7%, thì nói chung là nó không có khác nhau gì hết. Để mình ăn thử coi nó có khác không nha. Cái này là cà rốt bình thường. Cũng ngọt. Này là organic. Không có thấy khác nhau gì hết. Y chang. Cái này mà bịt mắt lại là khỏi biết luôn. Bốn loại ăn y chang à. Tại cái độ đường nó cũng ngang ngang nha. Thì thêm một lần nữa mình cũng thất vọng. Là cái cà rốt organic nó không có nhiều chất dinh dưỡng hơn cái loại cà rốt thường. Thì đây cũng là cái lý do mà mình nên trồng ở nhà. Tại vì từ mình trồng ở nhà thì nó sẽ có cái chất dinh dưỡng cao hơn cái loại mình mua. Theo mình biết thì những cái rau quả mà nông trại họ sản xuất thì cái chất dinh dưỡng nó không có cao. Tại vì mình nghĩ là mấy cái chất dinh dưỡng như ở dưới đất nó bị hút đi hết rồi. Cho nên nếu mà mình muốn chất dinh dưỡng cao là mình phải trồng ở nhà, mình phải nuôi vòi cái đất của mình. Thì đây là cái kết quả mà mình cảm thấy thất vọng. Nhưng mà mình cũng học hỏi được từ đây một chút xíu. Thì nếu ai mà muốn có ăn những thứ mà chất dinh dưỡng cao thì phải trồng ở nhà thôi. Chứ đồ mà họ trồng thì cái chất dinh dưỡng nó không có cao. Tại vì họ trồng họ sản xuất cái số nhiều, chứ họ không có quan tâm tới chất dinh dưỡng. Còn nếu ai mà muốn chất dinh dưỡng cao là phải trồng ở nhà. Mình phải nuôi vòi cái đất của mình. Thì cái chất dinh dưỡng của cái rau quả mình trồng á, nó sẽ có cái chất dinh dưỡng cao hơn. Mình bảo đảm luôn. Tại vì mình có đo những cái đồ mình trồng ở nhà rồi, so sánh với những cái đồ mình mua. Chất dinh dưỡng mà tốt là nó nằm khoảng 12% là nó mới tốt. Còn cái này có khoảng 7% thì nó nằm ở mức trung bình. Cho nên kết quả này rất là thất vọng. Nhưng mà mình cũng thường xuyên mua organic tại vì nó sạch sẽ, mình ăn nó an toàn hơn. Tại cà rốt bên này nó không có mắc tiền, nó có như mấy chục pen một bịch vậy thôi. Cho nên mình cũng thường xuyên mua cà rốt organic mình ăn. Thì hy vọng là cái video này giúp mọi người
hiểu biết thêm chút xíu về sự khác biệt giữa cà rốt organic và cà rốt thường. Nó không có khác nhau gì hết, nó chỉ khác nhau là nó sạch, nó an toàn về thực phẩm thôi. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình. Nếu thích cho mình cái like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau.